Hello, xin chào ông bà cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột. Ngang chào mấy anh em. Chào cả nhà. Bây giờ đói bụng rồi, anh em qua đây nấu cơm ăn cả nhà ơi. Sớm giờ bắt cũng được mớ chuột cũng ngon ngon. Chào Dương Ba nha. Chào cả nhà. Giờ anh Ba thì nhúm lửa, Dương Ba thì do gạo, Út Hành anh Tính thì mằng chuột, bà xã em thì sắc hành. Bữa nay chuột xào hành cả nhà ơi. Vô cái mùa vụ lúa này thì anh em mà cũng cắt lúa được ít bữa đây, anh em cũng tranh thủ bắt chuột lúa cho cả nhà xem cả nhà ơi. Thì cả nhà có thương anh em, cả nhà nhớ vô đăng ký và ủng hộ cho anh em cả nhà ơi. Bây giờ thì cả nhà cũng biết rồi, đâu có đi đâu được đâu, bệnh dịch giờ đâu có đi đâu được, vòng khu vực ở nhà thôi. Đầu chuột anh Tinh. Bà sáng này là ít bữa cắt lúa rồi xả nước vô nè chung không? Mà hết nước rồi quên. Không, nước đâu hết rồi. Hả? Này cái đồng này còn lâu nè. Cái đồng này còn có 10 bữa nó mới có xả, có cắt. Hai bên lúa nè, vàng hực cả nhà ơi. Cỡ này vô đồng sống. Sáng đi chiều về, sáng đi chiều về. Tối ngày trong đồng không dám đi ra đường, không dám dừng chân đâu chứ. Tiêu liền đó. Củi đó em thấy nó hình như nó không được khô anh Ba. Ở trong cái vườn xài này cũng lý tưởng quá cả nhà. Mang chuột xào chuột bằng bếp ga đi, nấu cái nồi cơm bằng củi. Bữa nay chuột mình xào hành ăn cả nhà ơi. Hành đây, hành cái này cũng cũng rẻ, có ba mấy 40.000 ký vậy hả? 32.000 ký hả? Hành chuột xào hành thì còn như bằng nha cả nhà. Nói chung là chuột làm 72 món, bữa nào tụi em làm 70 món cho cả nhà xem. Chuột dễ ăn. Từ thôi, củi từ từ thôi, nhiều quá nó khô, nó chưa khô đó. Nhạt quá nó không cháy đó. Chỗ này nấu ăn lý tưởng quá cả nhà. Trời hôm nay nó cũng dịu dịu cũng mát nha. Trời. Bự nhỏ anh Tính ơi. Vừa vừa Út Hành ơi, sao hành mà đâu cần bự đâu em. Giờ Út Hành anh em mằng chuột xong rồi, nãy giờ lên chặt mình xào. Nồi cơm sao rồi Dân Ba, củi nó không được khô hả Dân Ba? Lột vài củ tỏi nữa em. Cơm ta nấu cho vô này cho nó phức gió. Nó củi ướt chậm ở ngoài cho có gió cho nó dễ cháy kìa. Đầu rồi, ba chục con này luôn. Tụi con lụm về cho chăn ăn. Ừ. Mấy con chăn đỏ, mấy con chuột con vô nó ăn cũng như gà lụm lúa vậy. Chuột đó giờ khoảng chừng một con chăn ăn khoảng chừng một ký rưỡi chuột á. Vài ngày nào cũng chăn chứ cũng mau lớn lắm mà cả nhà ơi, bằng có chuối em ơi. Trong hết giờ chăn lên đường thả hay gì?
trong cho nó bự bự cho hết dịch ăn, mình đi thả qua không có nuôi nó. Ê lấy mấy đó lại của anh nhiều không? Lấy lại bỏ bọc cho anh đây. Thôi vậy là xào luôn đi, ăn luôn đi. Mắm làm mình ít thôi, đủ ăn anh tính rồi. Anh tính làm lần nào cũng nửa chén nữa, chén hao quá. Mình giọng giải mình là có dư vậy đó. Dư gì dư, dư dư tàn hết cho công à. Nó tàn. Thanh thanh ngồi đàm cỏ xanh nó ngồi giữa bông. Để bán cho nó lấy luôn đó. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, biết ai còn nhớ đến ân tình xưa. Ngày mai xa cách ai đó ai nói, mỗi lần hẹn nhau thấy buồn. Tạ từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Trời ơi, tội ớt, tội ớt, tội ớt. Chín mười ngày qua chứa chan tình thương. Trời, không cần thì chậm quá. Ngày mai xa cách hai đứa ai nói. Mỗi lần anh Thục mới cho cái đờn, cảm ơn anh Thục nhiều quá anh Thục ơi. Em mới đờn được bụm 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 rồi. Mà nó chưa ra được cái tiếng nhạc. Sớm em đờn á, cái mấy đứa cháu nó chạy lại, nó đứa nào nó nhìn lơm lơm vậy. Tưởng đâu ông ăn xanh nào nghe. Tưng 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 tưng. Cắt chưa? Cắt ra khoảng chừng 2 phân, 3 phân vậy đó. Cắt khúc khúc ra. Đâu là 3? 3 dài lắm. 2, 3 phân đó trời. Nhiều nhiều khúc, nhiều nhiều nè. Cục cục khoảng chút luôn rồi. Dễ ăn. Cục lại. Dài lắm rồi. Gấp dễ gấp. Ruột mà sao hành ăn chắc mới hành dữ lắm mà. Hành này là hành ấy chứ không phải hành tôi à. Phải hành giống như hành nhà. Dài lắm rồi cái đó dài. Vừa đó xẹp lép vậy. Đào ăn chừng 2 kg hành nó vừa ha. Có gì em lấy hết chưa? Cái này hồi nãy mình có kiểu mình mua thêm ha. Bạn thêm nữa. Không kiểu sao kiểu hành là sao ảnh quá. Kiểu với hành nó hành nhập lại nó hành mới giữ chứ. Ừ, chết luôn. Này lên được cái gò ngồi nấu ghê trời. Kinh ghê kinh nha. Đồng lúa vàng. Ngơ ngác con chim đồng lúa vàng ngơ ngác con na vàng cũng ngác ngơ. Cho nó đũa hai cái giá gì đi. Có một hồi nữa mình sắt mình để sao cuộc xào hành cũng để hành nữa hả? Đẹp.
được rồi, bỏ chuột được rồi. Chạy yếu chịu vậy? Ừ, thăm thăm thử coi. Tắt đi thăm thôi. Dạ mới bơm mà. Mới cây ra cũ cái gì nè. Cắn không? Gỡ cái đó lên cái chạy. Người nhắc đó. Phà phà mà không? Ai mình gấp nó vậy đó. Trời ơi, gấp gấp. Bao quả tăng. Bếp gà mà nấu mà đem lên trên cái núi á. Cái tót núi á nấu. Cháy cái bao luôn. Cháy. Cháy cái bao không được. Cái bao cháy. Ngồi ngoài đó gì cháy. Nóng lửa nó tới bên này nó cháy. Vui ha, mất định để thôi mấy cái chảo chuột nó chạy á cả nhà. Có cái nắp không ta? Không nắp hả? Quên ở nhà. Ô quanh nắng nó tốt quá chưa chúc mình lại ăn cơm luôn nha anh ơi, chúc ăn cơm luôn nha. Ông đây thèm mày ăn đi. Tôi chơi cả nhà này em nói chứ người ta đâu có nói vậy nha. Trên đời này chưa có cái trái gì mà nó xấu bằng trái này nè cả nhà. Cả nhà coi trái này trái gì. Ai đoán đúng cho 10 điểm. Comment lên nha cả nhà. Đây cho cả nhà coi kỹ luôn. Trái u nặng. Có cái nắp đầy đầy im ha. Thôi à cả nhà ơi. Đây là bạch bạch đây. Đi chơi. Dịn tới mà mỗi giò ngồi tùm bẹp luôn. Là có, em chở quá cả nhà. Cái này nó kêu bằng hạ quá nè. Trời là gió mau. Đừng có trời bếp ga lâu rồi cả nhà. Đưa xuống, đưa xuống dưới cái bếp dưới chỗ mau. Đang cái chảo thôi trơn rồi. Đang cái chảo trơn rồi, về vợ chùi nó cực nó rồi. Đang chảo thiệt đó. Thấy không? Gì? Quá trời à, quá tóc rồi. Rồi xong nhắc thuốc, nè hành đổ vô. Đưa đâu. Quá gió rồi, quá gió, quá cháy rồi. Để ba cái hành nó vô trước đi không anh. Hành là hành cũ kìa. Ừ. Rồi thơm cả nhà ơi, ngồi dưới gió thơm. Trời ơi, thợ nấu kẽm tao không thơm. Thợ nấu kẽm là đầu tương á cả nhà, nấu đầu tương á. Nấu kẽm là chuyên gia nấu gì kẽm á hả? Nấu đầu tương á, nấu đầu chai á. Mua gì kẽm về nấu ăn chứ. Chủ vụ đó ăn được không ạ? Nấu chảy ra ăn được vậy.
chín chưa? Là nấu cơm bằng lò củi chứ để ông Thanh nấu bếp ga nữa chắc ăn bữa cơm chắc xỉu thôi. 40 triệu cũng. Kia sao bằng. Lấy cái đó xuống cả. Tính rồi quá, để hành vô được rồi đó quá. Gấp xong gấp đó bụng thấy bạ luôn không gấp. Mẹ mấy nhánh nó đút vô luôn quá. Có hành vô cái nhà. Hành này ngon nè, hành này cộng nhỏ nhỏ còn không bự. Hành tôi hả? Ai mua hành tôi hả? Phái hả? Phái cừ được ha? Ông vô ông đổi được ha? Đổi cái... Quân hầu! Bắt công bắn ảnh này ra ngoài chém cho ta! Rồi, lên được làm vua luôn, đã là. Việt Nam mình... Khó mà xẹp mà. Con nước vô. Chút siêu. Chuột dọc nguồn chín được cũng cái chi vậy? Chín quá nó dài ngang. Ừ, cho nó vừa vừa thôi à. Đúng. Nó hơi nhão. Rồi nãy ít nước á. Cơm nhão là cơm mà tiền. Cơm ở đâu rồi? Chín quá không ngon. Rồi đó tôi bới cơm nha, đâu quên. Cơm nhân cơm ở nhà ơi, chưa rồi. Cơm thôi. Cơm rồi, cơm rồi, tầng 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 tầng, cơm rồi. Cơm cả nhà. Rồi. Ghế đâu? Lũ quay xin ít. Mấy dĩa? 4 dĩa đi. Dĩa được rồi. Dĩa nhiều rồi. Một làm dĩa thôi. Chuột sâu hoành. Dĩa một. Dĩa múc theo dĩa. Đủ chén không ta? Để múc nữa. Ngon không cả nhà. Rồi, ăn với ớt đi. Cơm với nhà ơi. Cơm với nước đào lòng với nước mai cơm với ông vô. Mọi người ăn cơm. Mọi người ăn cơm. Mọi người ăn cơm. Mọi người ăn cơm. Chuột, chuột, chuột sâu hành. Chuột sâu hành cả nhà ơi. Mời cả nhà miếng chuột sâu hành nha. Kẹp với mới trứng cút lộn nữa. Xong, mặn thời vừa tới giòn ha. Cực kỳ luôn đó nha.
vô chết cái nhà. Hồi nãy ghé xin ớt mà bà cô đâu bà nay hái đi con, ít bữa nữa chín nhóc. Có ớt hiểm trắng chín không? Ớt hiểm xanh. Chuột sao anh Hồng ơi. Nghe nó đùa quá ông bên á. Bye. Bye.